Con xin cung kính chư tu đức làm lễ một dục. Ơi nhà kim quang dục chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ linh nhà chúng sanh linh ly cấu đồng chứng Như Lai tận nề pháp ma thân an mô ni tam mâu ni ta hà an mâu ni tam mâu ni ta hà phần trai tăng thọ trai sổ số và văn nghệ
cũng như là phát phần thưởng cho những học sinh ưu tú, và tiếp nối là lễ tiến linh tại nhà thờ linh cho các quý vị gia đình đã có ghi tên, và lễ quy y tam bảo tại cánh tiền nữa. Chắc là quý vị cũng nhìn thấy Lena, thấy không, đây là năm đầu tiên Lena tham dự ở đây, và bây giờ là sau khi mà đã có chương trình đại lễ Phật đản rồi thì là ban thọ trai sẽ đem đến tận nơi quý vị để kính mời quý vị thọ trai. Và hồi nãy thì một số bạn trẻ cũng như Lena có hỏi thắc mắc về hai cái hoa sen có Đức Phật ở đây, đó là lễ mộc dục. Mà Minh Phượng cũng nhớ là hồi đó chập chững bước vào nghề thì Minh Phượng cũng không hiểu mộc dục là gì, đã được chị Ái Cầm cũng như anh Thái Tú Hạp giải thích cho biết, và cũng đôi lần được thưa chuyện cùng với Thượng Tòa Thích Viên Lý cũng như các quý vị Thượng Tòa khác tại chùa Diệu Pháp và Điều Ngự cũng giảng giải thêm, nên mình mới hiểu rằng là lễ tắm Phật để đem lại bình an sức khỏe cho cá nhân và cho từng gia đình một đó lên nè. Và bây giờ thì phần văn nghệ chốc lát nữa đây xin kính mời quý vị thưởng thức tài nghệ của các nghệ sĩ, mà Lena không những là cô gửi đến quý vị những chương trình tin tức trên làn sóng truyền hình đài số 2, số 9, lỡ mũi to, bây giờ mũi to nữa đi lâu lâu có dịp bây giờ với cộng đồng người Việt, em là con cưng của cộng đồng người Việt đó. Và ngoài tài ăn nói ra ngoài với lại MC thì Lena còn có giọng hát rất hay thưa quý vị. Cho nên một mình Lena là cũng có thể cover được nhiều điều cho cái chương trình văn nghệ hôm nay lắm. Thành ra là một lần nữa xin cảm ơn Lena. Nhưng mà Thượng Tọa Thích Lân Huy vừa mới nhắc chúng tôi là Lena đã xuất hiện ở tu viện Bảo Pháp nhiều lần, và lần năm nay thôi là lần đầu tiên tại chùa Diệu Pháp thôi, nhưng mà tại tu viện Bảo Pháp Lena đã góp mặt rất là nhiều lần. Còn Minh Phượng thì năm nào cũng có mặt với lại Phật tử của mọi chùa. Các chị đi đâu em đi theo đó. Và xin quý vị chờ đón để xem phần văn nghệ thật tư là hấp dẫn và hay, điều khiển và góp mặt bởi Lena Nguyễn. Và có sự hiện diện của ca sĩ Lưu Bích, Thủy Tiên cũng như là Thúy Anh và Mộng Thi. Và Minh Phượng được biết rằng là một trong những nữ Phật tử thường xuyên sinh hoạt nhiều và ngay tại chùa Điều Ngự, và chị cũng có giọng hát rất là hay thưa quý vị. Hạt nhạc đạo, nhạc đời cũng đều điêu luyện, đó là chị Quỳnh Hoa. Mà Minh Phượng thấy chị hiện diện dưới sân khấu, chắc lát nữa thế nào thì Quỳnh Hoa cũng đóng góp một vài tiết mục phải không Lena? Và trong cái chương trình văn nghệ thì có gia đình Phật tử, chánh đạo cũng góp phần chương trình văn nghệ và phần sổ số của ngày hôm nay. Thì chúng tôi mời tất cả quý vị hãy ngồi tại chỗ. Chúng tôi có ban tiếp tân để mang thức ăn đến mời từng quý vị, và quý vị sẽ thưởng thức một chương trình văn nghệ thật là xuất sắc. Xin cảm ơn quý vị. Lina thấy trên cái schedule này là mình có sổ số, mình có văn nghệ là Lina thích rồi, nhưng cái Lina thích nhất đó. It's so important to recognize the young people, especially when they do well in school. That's very, very important. And so we have a special presentation now for our young students. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu một cái chương trình khác thì Ái Cầm xin mời giáo sư Anh Văn Bằng có đôi lời cảm tạ đến tất cả chư tôn đức tăng ni cũng như quý đại hữu trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức đại lễ Phật đản tại chùa Diệu Pháp 2554 Phật lịch năm 2010, chúng con xin đôi đầu một lần nữa đảnh lễ chư tôn đức đã cung nghi, đã hoan hỷ quang lâm chùa Diệu Pháp để cử hành đại lễ Phật đản ngày hôm nay. Tại đây chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý đồng hương Phật tử đã tới đây để tham dự ngày đại lễ Phật đản mừng thánh đản Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni cũng như hàng năm tại đây. Và một lần nữa xin quý vị sẽ thưởng thức những chương trình thật là vui và hay của đoàn văn nghệ chương trình chùa Diệu Pháp bây giờ. Và tiếp theo đây là phần phát giải thưởng cho các em học sinh xuất sắc. Xin kính mời vị phụ trách chương trình phát giải thưởng cho các học sinh xuất sắc ngày hôm nay.